kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cảnh báo nguy cơ sập cầu sông Thay, hàng nghìn hộ dân sẽ bị cô lập. Theo nguồn tin từ VTV Online, ngày 28 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho biết đã thông báo hạn chế tải trọng xe qua cầu sông Thay trên đường tỉnh 558B, huyện Quảng Trạch để đề phòng trường hợp sập đổ gây tai nạn do xe có tải trọng vượt quá sức chịu tải của cầu. Cụ thể, tổng trọng lượng xe được phép qua cầu không vượt quá 5 tấn, khoảng cách giữa các xe khi qua cầu từ 100m trở lên chỉ có một xe trên cầu. Cơ quan chức năng đã lắp đặt khung hạn chế chiều cao 2,5m ở hai đầu cầu và biển báo theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ hiện hành. Các loại xe có tổng trọng lượng lớn hơn 5 tấn và chiều cao lớn hơn 2,5m có thể di chuyển theo các tuyến giao thông phù hợp khác trong khu vực. Cầu sông Thay thuộc địa bàn xã Quảng Phú và xã Quảng Kim được xây dựng từ năm 1996. Cầu dài 180m, kết cấu 6 nhịp. Mỗi nhịp được bố trí 3 dầm bê tông cốt thép thường với tải trọng thiết kế H10-X60. Sau gần 30 năm đưa vào sử dụng, hiện nay cầu sông Thay đã xuống cấp, hư hỏng khá nghiêm trọng. Bê tông thân trụ đã bị bong chóc, đặc biệt ở trụ T4 và T5. Tại mố cầu, đá hộc xây vữa gia cố đã bị sói mạnh, trôi hết vữa chỉ còn trơ lại đá hộc. Trên mặt cầu cũng bị bong chóc, nứt nẻ, khe co giãn bằng cao su cốt thép đã bị hư hỏng. Mặc dù được đơn vị quản lý tăng cường sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, nhưng do xâm thực mặn, mức độ hư hỏng các hạng mục tại cầu có dấu hiệu phát triển thêm. Nếu cầu sập, sẽ cô lập hàng nghìn hộ dân hai xã Quảng Kim, Quảng Hợp thuộc huyện Quảng Trạch. Sập cầu Phong Châu, hồi chuông cảnh tỉnh cho Quảng Bình. Nhìn lại vụ việc sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ sau cơn bão số 3 do nước sông lên cao chảy xiết vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích, đã cứu đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Sau đó nhiều ngày, mặc dù các lực lượng chức năng cùng với người dân xung quanh đã dồn toàn lực để tìm kiếm những nạn nhân xấu số, thế nhưng những ngày chờ đợi đó cũng khiến nhiều gia đình bị mất người thân trong vụ sập cầu này phải đau đớn khôn nguôi. Tại cầu Văn Lang, có nhiều tốp người chia nhau ra đứng, không ai bảo ai, họ tập trung nhìn về phía dòng nước với vẻ mặt bất định để chờ đợi người thân trong hoàn cảnh đặc biệt. Chứng kiến cảnh này mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau. Ông Tê, hàng xóm của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, khu Nỗ Lực, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, nữ tu dòng Luyến Thánh Giá Công Giáo tại Nỗ Lực, buồn bã chia sẻ, những người đứng dọc cầu Văn Lang hôm nay, khoảng hơn 10 người, đều là hàng xóm, nữ tu, là bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng, là người nhà của nạn nhân. Chúng tôi ra đây lúc 13 giờ 30 phút, hy vọng sớm tìm được thi thể của cháu để vơi bớt nỗi đau mà bố mẹ cháu đang phải chịu đựng. Ngoài sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, thì ở Nỗ Lực, mọi người đều tình nguyện giúp đỡ gia đình tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng, mặc dù biết rằng cũng khá mong manh. Ông Tê chia sẻ thêm. Cùng đứng trên cầu Văn Lang, nữ tu, bạn của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng cho biết, nghe tin trưa nay lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể của nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, nên chúng tôi trở ở đây từ lúc hơn 13 giờ, hy vọng sớm tìm thấy chị Hằng và những nạn nhân khác trong vụ sập cầu Phong Châu. Mặc dù chưa thể khẳng định nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng cùng những người khác trong vụ sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 đều tử vong, nhưng chứng kiến và nghe chia sẻ của hàng xóm, các nữ tu và người thân của nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hằng mới thấy được nỗi đau vô tận mà người nhà của các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu đang phải chịu đựng. Trưa 16 tháng 9, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hồng, đoạn qua xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành trục vớt, chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua nhận dạng, gia đình ông Lương Xuân Tê, 56 tuổi, ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xác định đây là thi thể ông Tê, là nạn nhân thứ hai đã tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu. Trước đó vào chiều 14 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hát, 48 tuổi, vợ ông Tê, ở xã Thạch Đồng trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao. Các công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
Đến sáng 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ tư trong vụ sập cầu Phong Châu. Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 7 giờ 45 sáng 23 tháng 9, khi tuần tra cứu nạn tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên dòng sông Hồng, đoạn thuộc khu mộ hạ phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn thành phố Việt Trì và các địa bàn lân cận. Đồng thời, cơ quan chức năng thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu để nhận dạng. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, gia đình nạn nhân Dương Công Chiến, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú khu 8 Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ, là lái xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19H042XX trong vụ tai nạn sập nhịp cầu Phong Châu đã nhận dạng tử thi và có nguyện vọng đưa nạn nhân về để gia đình mai táng. Trước nguyện vọng của gia đình và những đặc điểm mà gia đình đã nhận dạng được, lực lượng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục. Cùng với việc tìm kiếm nạn nhân mất tích cả ngày lẫn đêm trên hàng chục km hạ lưu sông Hồng, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều nhân lực, phương tiện để phá dỡ kết cấu cầu Phong Châu bị sập, trục vớt cầu và các phương tiện chìm dưới sông lên bờ. Bộ đội công binh hoàn thành cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu. Theo báo Quân đội Nhân dân đưa tin, trưa 29 tháng 9, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai bắc nối thông cầu phao PMP-60T bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao thuộc huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Vị trí cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9 năm 2024 khoảng 300m. Trực tiếp chỉ đạo giám sát hoạt động bắc cầu phao có Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, Đại tá Khổng Mạnh Hưng, Phó Chính ủy Binh chủng Công binh. Cùng theo dõi quan sát hoạt động bắc cầu phao có đại biểu Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, các cơ quan thuộc Binh chủng Công binh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và huyện Tam Nông, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ bắc cầu tại khu vực bến sông, Chỉ huy Lữ đoàn 249 đã báo cáo với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và đại biểu các cơ quan chức năng công tác chuẩn bị, các công việc đã triển khai và phương án bắc cầu phao PMP-60T. Theo đó, chiều 28 tháng 9, Lữ đoàn 249 đã tiến hành hạ thủy khí tài tại bến bờ Hữu Ngạn thuộc huyện Tam Nông gồm 24 đốt khơi, 2 đốt mố, 10 cano chuyên dụng. Sau khi hạ thủy, bộ đội đã tiến hành lắp ghép nối thành 5 phà nhịp và một cánh cầu 11 đốt, đồng thời đưa phà 70 tấn vào tim cầu và liên kết tại bờ đối, đưa 2 phà 80 tấn, 1 phà 60 tấn về hạ lưu bờ Hữu Ngạn. Một phà 60 tấn đã được liên kết vào phao tại vị trí ngoài khơi. Cánh cầu 11 đốt đã được đưa về thượng lưu bờ Hữu Ngạn. Sáng sớm ngày 29 tháng 9, các lực lượng của lữ đoàn tiếp tục củng cố khắc phục gia cố đường lên xuống bến cả bờ ta, bờ đối, bố trí các công trình trên bến theo quy định, hoàn thành công tác rà soát, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác an toàn. Đến 7 giờ sáng 29 tháng 9, hai đầu lưỡi bến đã đủ điều kiện để tổ chức bắc cầu. Được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh nhất trí phương án, trực tiếp chỉ đạo, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kỹ thuật, Lữ đoàn 249 đã triển khai khớp nối, lắp ghép các phà nhịp lại và cố định để tạo thành chiếc cầu phao hoàn chỉnh. Đến khoảng 10 giờ 50 phút, các phà nhịp, cánh cầu đã được Bộ đội Công binh khớp nối điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ các đại biểu xuống kiểm tra, tham quan. Sau khi cùng các đại biểu các đơn vị cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng cầu phao vừa bắc, phát biểu chỉ đạo động viên đơn vị, Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 249 thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn vất vả mà đơn vị gặp phải, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 249 cần tiếp tục làm tốt công tác quán triệt về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ để mỗi cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm vận hành, đạt hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đại tá Nguyễn Hồng Giang lưu ý, đơn vị cần tiếp tục quan sát, nắm chắc tình hình dòng nước, lưu lượng, tốc độ, quy luật dòng chảy để có sự điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, sau khi cầu chính thức đưa vào hoạt động, phục vụ nhân dân, đơn vị cần tổ chức lực lượng vận hành hợp lý, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động qua lại trên cầu. Được biết, sau khi hoàn thành việc bắc cầu, Lữ đoàn 249 sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Dự kiến ngày 30 tháng 9 sẽ bắt đầu thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.
Thời gian bảo đảm giao thông qua cầu dự kiến từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đơn vị tổ chức cắt cầu cho các phương tiện thủy lưu thông hàng ngày từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày tiến hành nối cầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.